anh đi vòng qua Vùng Minh anh đi thẳng luôn. Thẳng tuột luôn coi như là... Tức là đi đến Vùng Minh To thì rẽ phải. Không, cứ đi thẳng đi. Đi thẳng luôn. Mình có cái đường cua theo vành xuyến thì mình xong cua hết cái nửa vòng xuyến cái là đi thẳng luôn. Đi thẳng trước mặt mình theo trục luôn. Theo đường trục. Vâng vâng. Đường hai hàng cây bên đây. Vâng vâng. Và đi một mạch luôn là đến cái chỗ. Không rẽ đâu hết. Ok. Một mạch luôn, không có một cái đường nào rẽ hết. Vâng vâng, là sẽ đến khi đến kịch cái barrier cái là bắt đầu là anh rẽ tay trái. Vâng. Ra đường chính, đường quốc lộ chính là anh rẽ tay trái. Vâng vâng. Thì rẽ tay trái được khoảng 10 cây thôi nhá. Vâng. Anh phải hỏi thăm là thác voi đâu hoặc thác voi. Vâng, đấy, ok. Thác voi nó ngay bên đường luôn. Ok. Đấy, vâng, nhớ vâng, nhớ vâng, 10 cây vâng, số. Vâng. Dạ. Khoảng 10 cây số thôi. Vâng vâng mình vâng. Hỏi thăm luôn nhá. Vâng, cảm ơn anh Vượng nhá. Vâng. Rất nhiệt tình. Đỗ xe giữa đường luôn. Ở Hà Nội thì nó phạm cho mẹ. Đây là con đường của mình mà. Ừ. Đầu lại đường nhà mình đấy. Đúng rồi là vẫn đi thẳng này. Thẳng đúng không? Vâng, cứ đi thẳng. Và đến một cái vùng mình thì lại đi dọc tiếp. Đi thẳng. Đường rẽ rồi hết. Đi dọc theo cái đường nông trường đường giao. Ok. Chắc là đường đầu tiên mình đi cái đường này. Hình như có bàn là bà chỉ rẽ vào kia thôi. Mình có bàn là rẽ đường khác, rẽ vào kia. Đường kia là đâm ra mình sẽ đi rất xa. Mình có lần về chơi nhưng mình rẽ vào đấy, nhưng mà chỉ rẽ cái đấy thôi, đúng không? Sao thắc voi. Kinh khủng. Ui giời ơi, no cho nó tuổi già đấy anh.